Mọi người, hôm nay tự nhiên á mình thấy một cái profile kia trên LinkedIn, thì cái người này á là cái người mà mới được thuê vào công ty của mình, làm vào cái vị trí mà mình mơ ước, cái vị trí mà mình đang rất là muốn được vào cái vị trí đó. Thì phải nói là mình cũng tò mò muốn biết xem là những người như vậy họ đã làm những cái công việc gì và đã học những cái gì để mà có được cái vị trí đó. Mình muốn biết á để mà mình học theo á mọi người. Cái mình vào LinkedIn của người đó mình xem thì mình thấy á, người đó có 50 chứng chỉ certificate đó mọi người. Cái tự nhiên mình thấy vậy nè mọi người, mình thấy mắc cười, mình vừa ngưỡng mộ mà mình vừa mắc cười nha mọi người. Mình thấy vậy nè, khi mà ai mà chuẩn bị cái CV á thì luôn có cái nỗi sợ trong lòng là lỡ như là mình không có đủ tốt cho cái công việc đó, mình không có đủ qualify cho cái công việc đó mọi người thì sao? Lúc mà làm ai làm CV cũng nghĩ là mình không đủ tốt cho công việc đó đúng không? Nhưng mà tưởng tượng xem nếu như mà bạn có 50 cái chứng chỉ khác nhau về rất là nhiều cái lĩnh vực khác nhau phục vụ cho cái công việc đó thì bạn không có cần phải lo sợ là CV của bạn không có đủ mạnh đâu. 50 chứng chỉ đó thì trong đó có rất là nhiều chứng chỉ chất lượng. Vậy thì mình đặt cái câu hỏi ngược lại là có phải là bạn sợ CV bạn yếu là bởi vì nó yếu thật, nó không có đủ kinh nghiệm, nó không có đủ kiến thức, cho nên là khi mà bạn viết bạn mới sợ. Chứ nếu như mà bạn đã có đủ cái kiến thức, bạn có đủ khóa học, bạn có đủ certificate rồi, bạn có đủ kinh nghiệm làm việc này kia thì bạn nộp CV cho người ta bạn đâu có sợ đúng không? Nên đặt mấy câu hỏi là vậy là khi mà mình xin việc á, mình sợ mình không có được đạt được cái công việc đó là bởi vì á mình chưa đủ cho nên là mình mới sợ. Cái mình nghĩ lại cái cuộc sống của mình đó mọi người, vậy thì trong cuộc sống của mình nó hiện nay á, mình đang rất là sợ là mình không có tiền, mình đang không có đủ tiền để sống, để phòng thân, để giúp đỡ gia đình mình. Bây giờ giả sử như có chuyện gì xảy ra với mình, với gia đình mình thì mình không có tiền để mà phụ phụ người ta, phụ mình. Khi thì câu hỏi đặt ra cho mình là có phải là tại vì bây giờ mình không có tiền không? Cho nên mình mới sợ, đúng không? Chứ nếu như mà mình có một cái sự ổn định nào đó rồi thì mình đâu có sợ. Đấy. Vậy thì hóa ra là trong cuộc sống của mình, khi mà mình có những cái nỗi sợ mọi người là bởi vì mình chưa đủ để làm cái gì đó. Ví dụ như mình nộp CV mà mình sợ mình không đạt được cái công việc đó là bởi vì mình chưa có đủ năng lực để làm cái công việc đó. Khi mà bạn sợ cái cuộc sống bạn nó bấp bênh á, bạn sợ chuyện này chuyện kia xảy ra là bởi vì bạn chưa đủ những cái sự ổn định khác nhau trong cuộc sống để mà làm bạn cảm thấy yên tâm. Vậy thì trả lời được cái câu hỏi đó, bạn sẽ biết là mình nên làm gì kế tiếp, đúng không? Vậy thì bây giờ CV mình không đủ mạnh, mình sợ, thì mình phải làm gì để CV mình mạnh hơn? Thì mình phải học thêm kiến thức, làm thêm này kia để có kinh nghiệm, để tăng cái chất lượng của CV mình lên, đúng không? Thử hỏi mà bạn đi xin việc mà bạn có 50 cái certificate khác nhau mà trong đó có rất là nhiều cái certificate chất lượng thì coi là bạn over qualify rồi, bạn quá mức yêu cầu của người ta rồi, thì làm gì mà bạn không nhận được cái công việc đó, đúng không? Trong cuộc sống cũng vậy, ví dụ như giờ mình sợ cuộc sống mình bị bấp bênh, mình sợ này sợ kia là chẳng qua mình đang không có tiền thôi. Thử hỏi giờ mình có một cái cục tiền khổng lồ trong tài khoản thử xem mình có yên tâm làm việc không, mình có yên tâm sống không, đúng không mọi người? Đó. Tự nhiên cái mình suy nghĩ vậy, mình thấy vậy, mình suy nghĩ vậy, cái mình có động lực làm việc dễ sợ mọi người. Mình có động lực học để nâng cao kiến thức, để mà nhảy lên cái vị trí cao hơn, để có nhiều tiền hơn, rồi cái cuộc sống mình nó yên ổn, nó yên tâm hơn, dễ sợ luôn. Tự nhiên cái sáng tỏa ra cái biết mình muốn làm gì trong cuộc sống của mình luôn á mọi người. Ê, nói thêm á là cái người mà trên LinkedIn mà nãy mình coi á, người ta không phải chỉ có certificate không mà người ta còn có 2 bằng master liên quan tới cái ngành đang làm.
người ta còn có mấy năm kinh nghiệm luôn, làm ở nhiều lĩnh vực khác nhau luôn. Nói chung là họ over qualified đó. Cho nên là mình mới nói là bây giờ thử bạn nộp cho một cái công việc mà bạn biết là chắc chắn là bạn sẽ làm được. Bởi vì là từ kinh nghiệm, từ kiến thức, kinh nghiệm, học vấn, bạn đều vượt mức yêu cầu của người ta hết. Thì hỏi làm sao bạn không nhận được công việc đó. Nhưng mà vấn đề là không nhất thiết là bạn phải over qualify như vậy để mà đạt được công việc đó. Nhiều khi là bạn chỉ cần, ví dụ thôi, thay vì 50 chứng chỉ thì bạn chỉ cần 1-2 chứng chỉ để chứng tỏ là bạn đã học, đã biết qua cái lĩnh vực đó rồi. Rồi thêm thay vì 5 năm kinh nghiệm thì bạn chỉ cần 1-2 năm kinh nghiệm thì cũng có thể đạt được cái vị trí đó rồi. Nhưng mà vấn đề mà mình muốn nói ở đây là khi mà bạn có cái nỗi sợ đó thì bạn chỉ cần làm lố lên. Bây giờ thiếu tiền đúng không? Kiếm thật là nhiều tiền lên là hết sợ. Bây giờ sợ CV yếu đúng không? Kiếm nhiều kinh nghiệm vô, học nhiều thứ vô thì tự nhiên CV mình hết yếu liền, rồi hết sợ liền. Ý mình ở đây tức là mình không có bàn cãi cái chuyện là bạn phải cần 50 chứng chỉ và 2 bằng master này kia để mà được cái công việc đó. Ý mình ở đây là khi mà bạn sợ thì cái điểm đó là cái điểm mà bạn cần tập trung vào để phát triển hơn. Ý mình là vậy á.